Điêu khắc lông mày là gì? Để biết công nghệ này có thực sự phù hợp với bạn hay không, video dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về công nghệ được nhiều phái đẹp quan tâm khi đi làm đẹp lông mày này, bao gồm thông tin 1. Điêu khắc lông mày là gì? 2. Ưu nhược điểm của điêu khắc lông mày. 3. So sánh điêu khắc với các phương pháp khác. 4. Quy trình điêu khắc lông mày. Điêu khắc lông mày là gì? Thì đây là phương pháp sử dụng dụng cụ là dao điêu khắc chuyên dụng, tập hợp 16 đến 18 mũi kim đưa mực xuống dưới da để tạo thành sợi lông mày. Phương pháp này du nhập từ châu Âu vào Việt Nam khoảng từ năm 2015, được đánh giá là cuộc cách mạng đưa ngành phun son thẩm mỹ từ công nghệ lông mày với tảng mực sang khắc sợi cho vẻ đẹp thật hơn. Ưu điểm của điêu khắc lông mày là tại thời điểm điêu khắc ra đời, phương pháp này được đánh giá là có độ tự nhiên cao hơn so với các kỹ thuật thẩm mỹ lông mày cũ như xăm, phun tán bột. Bằng cách khắc sợi lên phần lông mày, điêu khắc giúp tạo hình dáng lông mày trông thật hơn. Điêu khắc mô tả được sợi lông mày thay vì phun một mảng mực với khung bao quanh như phun, thêu. Nhược điểm của điêu khắc lông mày là chưa mang đến vẻ đẹp tự nhiên cho hàng chân mày. Điêu khắc sử dụng dao được ghép từ nhiều mũi kim, lưỡi dao lớn tạo tổn thương trên toàn sợi, không thể tạo được sự chuyển màu linh hoạt nên màu lông mày từ đầu đến cuối sợi giống nhau. Thêm vào đó, dáng mày đi theo công thức chung cho mọi gương mặt nên không thể mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho hàng chân mày khác nhau của phái đẹp. Tổn thương và có thể để lại sẹo trên vùng da tiến hành điêu khắc, quá trình rạch sẽ gây tổn thương và hiện tượng chảy máu nước mô. Đây cũng là yếu tố lý giải vì sao khi điêu khắc bạn sẽ cảm thấy đau, sưng và nguy cơ để lại sẹo tại vùng da điêu khắc là khá lớn. Sao bong giữ sợi, giữ màu không tốt, không đảm bảo thẩm mỹ. Vì vết thương do điêu khắc lớn nên sẽ gây đóng vảy sợi dày và bong đi một lượng lớn mực khi da lành, khiến mực một số chỗ bị mờ, đứt sợi. Ngoài ra, với da dầu dễ bị hiện tượng loang sợi, nở sợi, độ bền màu sau khi điêu khắc chỉ kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Cần thời gian lâu để hút mực khi làm dáng mới. Điêu khắc đưa lượng mực xuống tầng da sâu, qua thời gian da không thể tự đào thải hết nên sau nhiều năm hạt mực vẫn ở dưới da. Nếu muốn làm dáng mày mới cần sử dụng các công cụ hút mực. Thông thường, muốn làm dáng lông mày mới, phái đẹp phải mất từ 3 đến 6 tháng để hút gần hết mực dưới da. Điêu khắc lông mày cũng là một kỹ thuật tạo sợi, do đó dễ bị nhầm lẫn với các phương pháp tạo sợi như hair stroke và fly brows. Để phân biệt 3 phương pháp này, bạn có thể theo dõi bảng so sánh sau. Hiện tại, hai công nghệ hair stroke và fly brows phổ biến vì mang lại vẻ đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, hair stroke phù hợp với phái đẹp thích dáng mày đậm, sắc nét, còn fly brows tự nhiên như thật nên phù hợp với phái đẹp có gu tự nhiên, nhẹ nhàng. Thông thường, quá trình điêu khắc lông mày là từ 60 đến 120 phút tùy vào cơ sở thực hiện. Cụ thể từng bước trong quy trình điêu khắc lông mày như sau: tư vấn từ 5 đến 10 phút, ủ tê 30 phút, vẽ dáng từ 10 đến 20 phút, pha mực từ 5 đến 10 phút, điêu khắc lông mày 60 phút và hướng dẫn chăm sóc 10 phút. Điêu khắc từng là trào lưu được phái đẹp săn đón bởi độ thật của nó so với các phương pháp phun xăm cũ. Tuy nhiên, kỹ thuật này chưa đạt độ tự nhiên tối đa, gây đau đớn, kén loại da và phải kiêng khem nghiêm ngặt. Vì những nhược điểm đó mà điêu khắc lông mày dần đi vào thoái trào, để kỹ thuật tạo sợi từ máy tự nhiên như hair stroke và fly brows chiếm được cảm tình của đông đảo phụ nữ.